Hello anh em. Hôm nay kênh mình sẽ review tháo con máy cắt Toshi, máy cắt Makita nha mọi người. Đó. Mình sẽ quay tổng thể cho mọi người coi mọi người. Một hồi mình sẽ review tháo con máy cắt này ra, mình kiểm tra thử cho mọi người. Đó, coi nó bị gì đây. Hiện tại là nó cũng bị cắt dây hết rồi nha mọi người. Đó, nhìn ngoại hình của nó rất là dơ nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh sơ sơ đó mọi người. Ta sẽ khử mấy cái thang này ra bớt nha mọi người. Cắt rất là dơ. Máy này giống như người ta bỏ lâu rồi. Lâu ngày lắm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử coi nó bị cái gì nha mọi người. Mình sẽ tháo nó ra. Và phía ốc thang bên đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng R7 mình xịt nó để mà mình mở ra mọi người. Rồi đây mất hết con ốc nha mọi người. Máy cắt này rất là dơ. Ok. Đó, mình cũng đồng thời xịt cho miếng than luôn nha mọi người. Mở cho nó dễ hơn. Qua hai con ốc. Hai ngóc đuôi nữa nha mọi người. Khi xịt xong người ta để cho nó ngần tí cho nó thấm nha mọi người. Ok. Và đồng thời xịt thêm cái vị trí để mà giữ giữ lưỡi để mở ra nha mọi người. Ok. Bây giờ tem này nó bị mắc hết rồi nha mọi người. Đó, đây là con máy cắt Makita. Sử dụng điện 100V nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nó ra nha mọi người. Ok. Con tiếp theo mọi người. Và cuối cùng là mình sẽ mở hai con ốc đít. Đó, ngõ này rất là dài nha mọi người. Ốc tiếp theo. Ok, con này cũng rất là dài. Đó, bây giờ ta đã mở được phía trên này mọi người. Ok. Đó, nó rất là dơ nha mọi người. Một hồi mình sẽ vệ sinh nó lại.
phía bên trong, nội tạng bên trong nó nha mọi người, phía sau đít. Còn đây là phía công tắc nha mọi người. Đó. Bắt đầu mình chuẩn bị mình tháo phía trước. Ok, nhìn nó rất là ghê nha mọi người. Đó. Đó. Trước khi tháo mình dùng tay mình ấn cái này nha mọi người. Ấn cái này xuống. Ok. Là phía nắp dưới mà. Đây là vị trí nắp em cái bên. Và tiếp theo mình sẽ khử con ốc này thử nha mọi người. Này có ốc không? Ồ, con ốc này đã bị mắc rồi nha mọi người. Mình sẽ khử con tiếp theo. Ở này là ốc của nó mọi người. Đây là phía nhầm của nó nha mọi người. Đa số những máy cắt là kết cấu cũng giống giống nhau thôi nha mọi người. Chỉ khác chút đỉnh thôi, đa số là đều giống nhau. Mình tháo rồi mình kiểm tra cái độ lắc nó có không nha mọi người. Đó. Kiểm tra độ lắc của vật đạn. Đó, nếu mà bị gơ nhiều quá thì ta tiến hành gỡ vật đạn này ra, mình thay vật đạn khác nha mọi người. Đó, đây là con thứ nhất mọi người. Đó, bây giờ ta tiếp tục tháo dưa thứ tháo thang đó nha mọi người. Đó, khi tháo đến đây rồi đó, ta để nguyên đi, ta chuyển qua chuẩn bị tháo thang nha mọi người. Lúc này ta dùng vít dẹp nha mọi người. Đó, ta tháo kỹ lưỡng để hư thang nha mọi người. Đó, đây là cái đích thang của nó, đa số thang đều giống nhau nha mọi người. Ok, thang của nó chỉ còn có một tí thôi mọi người. Và phía thang bên đây
chỉ còn bao nhiêu thôi. Bây giờ ta tiến hành tháo phía đầu trước nha mọi người. Lúc đó ta dùng búa ta gõ nhẹ nhẹ cho nó nhớ gan mọi người. Đó. Mọi người thấy chưa? Rất là dơ. Lâu lâu mình phải vệ sinh nó nha mọi người. Đó, đây là cái nắp của nó. Đây là cái nhông. Và cái nhông này nó sẽ ăn khớp với cái này nha mọi người. Đó, hai cái này nó ma sát với nhau. Ta phải cần bôi trơn vô đây nha mọi người. Bây giờ ta tiến hành tháo nó. Ta dùng vít dẹp ta cạy nó lên. Ok. Mình đã tháo chúng xong rồi mọi người. Cổ gớp này cũng còn tương đối nha mọi người. Đây là tổng quát của cái ruột phía trong nha mọi người. Đó, lúc này ta kiểm tra độ lắc của nó. Và bạc đạn phía sau nha mọi người. Ok. Đây là phía nắp. Ok, người ta đã gỡ nó xong rồi mọi người. Đó, cuộn điện phía trong. Ok. Đó, đây là phía sau mọi người. Lúc này ta dùng chổi ta vệ sinh cuộn điện nha mọi người. Cái nào dơ ta sẽ dùng nó cạo bỏ. Cái nào thuộc về mũ mình có thể đem đi rửa nha mọi người. Còn cái nào mà công tắc rồi thì mình thì vệ sinh đừng có xịt nước vô nguy hiểm nha mọi người. Cuộn điện hay đâu thì cái đó mình vệ sinh bằng cái khác nha mọi người, bằng dầu chứ không có vệ sinh bằng cái này mọi người. Mọi người có thể sử dụng xăng để vệ sinh đó. Còn đối với những cái loại nhựa thì mình dùng xà bông thôi, đơn giản thôi mọi người. Đó, mình chà bằng xà bông lại là nó sẽ sạch nha mọi người.
Ok, bây giờ mình sẽ lắp lại nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ lắp nguồn điện như trước mọi người. Ở đây có bốn chấu, mình sẽ lắp chấu nào cũng được nha mọi người. Ok, mình sẽ cho vô. Đó, bây giờ mình dùng đấy mình đẩy vô nha mọi người. Ok, bây giờ nó đã vô nha mọi người. Và ta tiến hành lắp hai cái giá đỡ thang này nha mọi người. Đó. Ok. Lắp kế bên nha mọi người. Ok, được hai giá đỡ thang nha mọi người. Theo ta bắn hai ốc này vô nha mọi người. Ok. Tiếp theo ta dùng vít dẹp ta lấy cái này ta nại lên nha mọi người. Đó, ta nại cái này ra. Và đồng thời ta lấy mỡ bò ta chét vô nha mọi người. Ok. Rồi, chắc nó vào xong rồi ta đẩy lên nha mọi người. À, lúc này ta đã xong cái bạc đạn dưới nha mọi người. Bạc đạn trên ta dùng R7 để xịt vô nha mọi người. Lúc này ta không mở được thì ta dùng R7 xịt vô. Ok. Đồng thời ta cũng lấy giấy nhám nha mọi người. Giấy nhám ta đánh đánh cổ góp này nha mọi người, đánh cho nó sáng lên. Ok. Đánh xong ta dùng này ta quét lại nha mọi người, quét cho sạch. Đó, vệ sinh cho sạch sẽ toàn bộ hết nha mọi người. Bây giờ ta lắp vào. Ok, mình đã lắp xong rồi mọi người. Lúc này ta tháo cái chén phía trong ra nha mọi người. Phía trong nó nằm ở vô trong cái đít cái chén ở đây. Đó là cái cao su trong đây mọi người. Đó, mình tháo nó lấy cao su này ra lắp vô. Lắp trước này cho nó dễ mọi người. Và lúc này mình sẽ nhét nó vô mọi người. Ok. Như vậy nó sẽ dễ dàng hơn mọi người. Tiếp tục mình dùng cái đầu mình lắp vô mọi người. Đó, ok, như vậy đó mình sẽ bắt miếng ốc vô. Tới vị trí này ta dùng mỡ bò nha mọi người. Chét vô. Đa số những máy cắt đều nó hoạt động giống nhau nha mọi người. Và mỡ bò mình chét nó cũng tương tự như nhau. Các bạn để ý một vài cái này thì mình sẽ làm được những cái tiếp theo nha mọi người. Đó, ok. Lúc mình này mình đã chét xong, bây giờ mình tới vị trí tiếp theo nha mọi người. Đó, tới vị trí này. Kiểm tra độ lắc của nó. Nếu mà không có lắc thì mình tha mỡ bò tiếp tục, mình gáp vô nha mọi người. Ok.
Ok, bây giờ mình bắt đầu gắp cái nhông này vô mọi người. Ok, bây giờ nó đã khít này mọi người. Bây giờ ta tiến hành bắt ốc vô mọi người. Rồi ok, mình đã bắt ốc xong mọi người. Đó. Bây giờ tới phía sau đít mọi người. Đó, phía sau đít nó của Makita nó có hai cái này mọi người. Đó, ta canh vào vị trí cho ngay là được. Ở trong đây có hai rãnh nha mọi người, hai rãnh so le. Đó, lúc này ta ghim vô. Ok, ta ghim vô cho ngay là ok nha mọi người. Ok, bây giờ mình đã lắp hoàn chỉnh nha mọi người. Bây giờ mình tiến hành mình đóng nắp vào nha. Ok. Phải tiến hành bây giờ mình bắt ốc vô nha mọi người. Trước tiên mình sẽ đóng ốc đít vô trước nha mọi người. Ok. Tiếp đến mình sẽ đóng ốc trên vô.